Em. Ai đẹp hơn? Em. Từ nay về sau nhớ nghe chưa? Nghe chưa? Nhớ. Hết hồn. Billy. Gì vậy? Con chào dì trà. Con chào chú ba. Billy, con nhìn thử coi ai trẻ hơn, ai đẹp hơn Billy. Đương nhiên là chú ba rồi. Chú ba vừa đẹp trai nè, vừa tài giỏi nè, mà chú ba còn thông minh nữa. Hay quá con ơi, con nít không bao giờ nó xào được hay. Giỡn mặt, giỡn mặt. Mới dạy sao, quên. Chú ba, con khen chú ba rồi, cho con hỏi một câu được không? Được. Hôm qua lúc mà nhậu á, ba con có nói gì về mẹ con đúng không? Nhỏ dễ sợ thiệt, nó khen tôi được có lý do hết trơn. Trời đâu mà ở không mà nó khen đúng không? Chứ gì nữa, ủa ông nghĩ ông đẹp thiệt á? Kệ tôi đi bà ơi, hỏi gì? Hôm qua ba con nói gì về mẹ con vậy? Hôm qua trong lúc sai thì ông có nói là mẹ con, là mẹ con là bây giờ đang ở Mỹ. Ở Mỹ? Mỹ Tho. Không phải, không, họ không có Tho, ở Mỹ thôi. Không phải, Mỹ Thuận, ở Mỹ Thuận, ở Mỹ Thuận. Mỹ Thuận? Ờ. Mỹ Thuận là cái cầu mà. Mỹ Thuận, một cô gái. Mỹ Thuận là cái cầu, là còn nổi tiếng nữa. Ê, biết đâu mẹ con là nghệ sĩ mà quê Mỹ Thuận thì sao? Đã nói rồi, Mỹ Thuận là cái cầu. Bà hay quá bà, nhà không bà rành lành, bà thời tiết địa lý bà rành lắm vậy. Chứ gì nữa, hồi đó gọi là Bắc Mỹ Thuận. Mỹ thôi bà xà quá đâu, bà có biết gì đâu mà. Im lặng. Vậy mẹ con là... Mẹ con chết rồi. Nó nói cái gì vậy? Ai chết mà không có được một nấm mộ, không có được một cái bàn thờ? Đơn giản là ba hận mẹ con. Con hiểu không? Ba đừng có gạt con nữa được không? Con là người hiểu ba nhất mà. Ba của con là một người có đạo đức, có trước có sau. Ít nhất mẹ con là người mang nặng đẻ đau. Mẹ con là người đã sinh ra con mà. Ba sẽ không làm điều độc ác tàn nhẫn nữa đâu, đúng không ba? Nhưng mà ba, ba có hiểu cảm giác của con không? Khi con cảm thấy đau khổ nhất, ít nhất con vẫn nghĩ ngoài kia có mẹ con đang chờ con. Ít nhất con vẫn nghĩ là mẹ vẫn đang tìm con, cũng như là con đang nỗ lực tìm mẹ. Tại sao ba không bao giờ hiểu cảm giác của con? Tại sao ba lúc nào cũng gạt con? Con đâu phải là con nít nữa đâu ba. Có những chuyện mà con không hiểu được Ly à? Được rồi, từ nay về sau con sẽ không cố gắng hiểu nữa. Ba không muốn con nghĩ tới mẹ nữa đâu. Được, con sẽ làm điều đó. Lê, con sẽ không tìm kiếm nữa. Ba đừng động vào người con. Từ bây giờ con sẽ đi ra ngoài. Con sẽ trở về khi con hiểu được tất cả mọi thứ. Từ nay về sau ba cũng không cần quan tâm tới con nữa, vì con không cần những sự quan tâm mà không đến từ sự thấu hiểu. Ly, sao vẽ chuyện dữ vậy hả ba? Trời ơi là trời, thì cái tại ông mà gia đình người ta tan nát hết, cha già này thì khóa ra mỏ mà lại bớt núi tàu lao mới lao lại nghe chưa? Nghe chưa? Bí mật quý ông được phát sóng vào lúc 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Đồng 1.